Hello, Hồng Loan và Bảo Lộc xin trân trọng kính chào cô chú, anh chị, các bạn và các em thân yêu. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay ở Orange County á, bị Santa Ana wind. Gió Ôi, quá trời gió luôn quý vị ơi. Hồng Loan sợ cái gió này lắm. Cái gió mà nó mang theo cái hơi nóng nó thổi á, trời, nó làm mình cảm giác rất là khó chịu. Vậy mà khi buổi trưa á, thì lại có biểu tình, họ kêu gọi biểu tình để mà cho ngành nail mở cửa lại ở California. Thì Hồng Loan thấy một cái giấy mời gửi gọi là biểu tình vì ngành nail, nhưng mà mọi người cũng lên tiếng là lo sợ là người Việt chúng ta bị kích động mà kiểu mà lừa gạt để đi ra biểu tình á, kêu biểu tình vì vì ngành nail mà lại kêu là phải bận đồ màu đen đó. Thì mọi người kêu gọi nhau là không nên bận đồ đen. Bây giờ Loan với Lộc quay cái hình ảnh mà cuộc biểu tình ở Phước Lộc Thọ cho quý vị xem ha. Đúng ra là phải mà mặc cái đồ là đủ thứ màu, tại vì ngành nail đủ thứ màu đủ Mình thứ color mới đẹp, phải bận đồ không? bình thường thôi chứ Bình tại thường sao thôi. phải bận đồ màu đen. Hôm nay mình Long bận đồ đen ha, chết cha. Mà lọc đỏ nó ngỏ đen mà đỏ nè, có bông đỏ nè, thấy Đen không? mà mình có bông, bộ có nhiều bông. Con đứng kìa. Mình quay cái quang cảnh bên ngoài ha, một chút nữa Lộc sẽ vô chi tiết quay ở bên trong, ở bên trong cho quý vị xem. Quẹo luôn nha anh. Đài số 2, số 9 và số 4 của KTOA, KCOA. KCLA, The News của Mỹ. KTOA, đài số 5. Họ cũng đang biểu tình rầm rộ đây. Lộc đi quay chút xíu cho mọi người thấy ha. Họ đang biểu tình ở Phước Lộc Thọ. Họ nói là phải mở cửa liền, liền bây giờ. Đây là quang cảnh các đài của Mỹ cũng tới đây. Nãy xuống cũng gặp mấy người bạn, mấy ông anh của mấy cái đài truyền hình đó. Thì hiện tại giờ rất là nhiều đài truyền hình của Mỹ và của Việt Nam đang ở trong đây. Họ nói là họ muốn hoạt động trở lại, kinh doanh trở lại cho nó công bằng. Tại Đúng vì rồi, tại vì cho mở tóc mà không cho mở nail thì mình thấy điều đó không công bằng. Ví dụ như đừng cho mở tóc, phải không? Cho mở tóc thì cho mở nail luôn. Bởi vì nail người ta cũng ngồi, có thể ngồi cách xa nhau được, cũng có kiến chắn vậy. Cũng đeo mask, cũng trang bị đầy đủ hết mà. Với lại người ta bất đồng cái vấn đề mà
Ông Newsom ổng nói là cái bệnh mà phát đầu tiên ở Cali là do tiệm nail nữa. Rồi ổng dựa vào cái lý do đó mà ổng không có cho ngành nail hoạt động lại. Thì đưa ra cho người ta một cái quy trình là phải làm thế nào, thế nào, thế nào để mà bảo vệ an toàn cho sức khỏe của người làm cũng như là của khách hàng. Nhưng mà đã cho mở hầu hết những tiệm tóc vào thứ sáu này thì phải cho mở nail lại chứ. Làm như vậy thì không công bằng đối với ngành nail. À cũng mình đi một vòng thì mình cũng thấy vui là mình không bị sách động cho cái vấn đề mà biểu tình mà không có đúng. Cái này biểu tình cho cái lợi ích của người dân, mà chủ yếu là dân Việt Nam. Tại vì Việt Nam mình coi như là chiếm đa số về ngành nail mà quý vị. Nail mình chiếm 90% ở nước Mỹ rồi. Và mình không thấy bận đồ màu đen, cũng như là không có thấy cầm cái bảng nào mà cái chữ mà Black Lives Matter hết. Chỉ có những cái bảng là chúng tôi muốn làm việc trở lại. À, ngày hôm qua Gia Linh đi chơi với lại Gia Minh với lại gia đình của anh Bảo Luân á, tới 11 giờ rưỡi khuya mới về luôn. Ôi trời, về cái là mệt rã rời luôn, nó phóng lên giường nằm một chút là ngủ mất tiêu. Hồng Loan muốn thông tin đến quý vị biết cái vấn đề mà hội đồng của thành phố Minnesota mà cái vụ mà họ đòi giải tán cái sở cảnh sát ở Minnesota đó quý vị. Thì hội đồng thành phố Minnesota thì có 13 người tất cả, mà hết 9 người là đồng ý về cái vấn đề mà giải tán cái sở cảnh sát. Bởi vì họ nghi ngờ là cái sở cảnh sát này đó, tất cả mọi người ở trong đó ai cũng rất là kỳ thị chủng tộc nói chung và kỳ thị người da đen nói riêng, cho nên bây giờ họ muốn coi như là dẹp cái sở cảnh sát luôn. Mà mình thấy vậy cũng ghê quá vậy ta. Trời, nếu mà mình ở Minnesota mà không có lực lượng cảnh sát thì chắc mình đi mua đi chỗ khác quá. Sao loạn quý vị ơi, không có cảnh sát làm sao được ha. Không cảnh sát thì xã hội nó bị xê loạn hết, có ai sợ gì đâu. Họ nói là cảnh sát ở Minnesota đó không có làm gì á, chỉ có nhận những cái cuộc gọi mà 911 thì nó không phải về cái vấn đề mà cướp giết người, cướp của hay là cái gì, mà toàn là hỏi về những cái chuyện gì khác xã hội thôi à, cho nên không cần thiết. Như vậy đâu có được trời. Mà sao mình nghĩ người Mỹ họ cũng ngộ quá ha. Nếu như vậy thì họ phải như thế nào? Họ phải bắt những người đó đi học, hoặc là phải thay đổi cái số người trong đó, ví dụ như phải điều tra, nói chuyện, phỏng vấn từng người xem như thế nào, và phỏng vấn để biết những người khác, để biết về cái người này thì có nên giữ người này lại hay không. Ví dụ như họ giải tán bớt một phần và cho một phần mới vô, chứ mà kêu giải tán hết như vậy thì mình thấy kỳ quá. Với lại phần lớn tất cả cảnh sát, những cái sở cảnh sát ở khắp các tiểu bang đó, thì họ đang cắt giảm cái ngân sách của cảnh sát. Họ cắt giảm ngân sách để mà họ lấy cái số tiền họ giúp qua bên social, giúp cho những người da màu. Bây giờ coi như là cảnh sát họ cũng bị giống như nó là một cái kiểu như là trừng phạt những cái người cảnh sát mà kỳ thị rồi ăn hiếp dân đồ này nọ. Mà như vậy cảnh sát thì cũng người này người nọ phải không, mà làm vậy thì mình thấy cũng tội nghiệp quá. Rồi bây giờ người ta xin nghỉ việc, người ta không làm việc nữa, rồi ai bảo vệ cho dân đây, ai bảo vệ cho cái sự an ninh của cái xã hội này? Mà theo Lộc biết á, là cái sự cắt giảm ngân khố cho cảnh sát đó là quý vị, là một trong những chiến dịch của bên một cái đảng để mà nhằm triệt hạ cái hệ thống mà ông Tổng thống Trump đang nắm giữ. Và thì họ làm vậy để cho yếu đi cái bộ phận của bên bên ông Tổng thống đang làm.
thì sau này nếu mà có một cái vị tổng thống nào khác của đảng họ được lên á thì họ bù đắp lại cho bên cảnh sát thôi. Phần lớn là những cái tiểu bang của bên đảng Dân Chủ, phải không? Phần lớn là những cái tiểu bang đó là họ làm việc đó. Trong tình hình mà có những cái biểu tình mà chống đối, quấy phá cảnh sát thì cũng lại có những người họ lại binh cảnh sát và họ không đồng tình với những cái biểu tình đó, nhưng mà cũng hơi bị quá bức xúc, quá nóng giận thì lại gây ra những cái chuyện không tốt. Giống như là có một cái anh thanh niên, ảnh 27 tuổi ở bên Seattle đó, ảnh đã dùng cái xe ảnh mà ảnh tông vô cái đoàn người biểu tình. Thì trong cái lúc ảnh lái xe thì tay ảnh có cầm súng nữa, thì người ta mới tông cửa xe để mà vô để bắt ảnh ra, thì có một người đàn ông đã bị ảnh bắn trúng và bị thương, đã chở đi cấp cứu, và hiện tại thì anh này cũng đang bị bắt giữ và có thể sẽ bị truy tố. Ngoài ra đó thì có một người đàn ông Việt Nam, ông tên là Michael Trần, thì ông đã dùng cái xe Toyota RAV4 đó ông ở cái thành phố Bakersfield, thì ông cũng tông vô cái đoàn người biểu tình, thì lại tông trúng một cái cô gái 15 tuổi, nhưng cũng may mắn là cô gái này không có bị thương nặng, và ông cũng đã bị bắt, và bây giờ muốn bail out đó là phải tốn $500,000 để mà bail out ra ngoài. Thì người dân mà thấy bất bình quá, người ta khó chịu lắm. Giống như là cái... thì mình cũng ai nói, thấy cũng có chịu rồi đó. Có những người thì cũng hơi cực đoan lắm, thì người ta lại hành xử một cái chuyện mà nó lại gây bạo loạn về một cái phía khác nữa, thì điều đó cũng không tốt. Song song đó thì Hồng Loan thấy có một cái video thì cũng là chống lại với lại cái sự biểu tình bạo động, thì có một cô gái này cổ thấy cái người đàn ông đó đang đập cái cửa tiệm đó, thì người dân đàn ông da đen đang đập cái cửa tiệm, cổ mới cổ nhào vô, cổ lấy cái người cổ che cái chỗ đó lại, gan ghê không, cổ che cái chỗ đó lại, cổ không cho cái người đó đập cái tiệm, rồi tụi nó hất cổ ra xong rồi á, thì một lát sau á thì thấy mình mới thấy rõ là cổ cầm cái bảng, tụi nó chọi cổ tùm lum á chứ, rồi mình thấy cổ cầm cái bảng là end of violence, là đừng có bạo loạn, đừng có gây bạo động như vậy nữa. Rồi một chút sau thì thấy có một người đàn ông da đen lại vào đứng chung với cổ, đồng tình với cổ về cái chuyện này. Mà Hồng Loan coi Hồng Loan sợ quá trời, sợ người ta đập, sợ nó đập cổ, mà nó đứng từ xa nó chọi thôi, mà chắc có lẽ lúc đó có cái đài truyền hình họ đang đứng quay, cho nên nó không có dám quánh cô này, chắc là vậy. Cô này cũng lucky á, chứ mình thấy ghê quá. Tụi này nó khi mà bạo động là nó kinh khủng lắm quý vị ơi. Quý vị không biết có coi cái video mà của một anh cảnh sát, ảnh ngồi lên chiếc xe mô tô rồi nó đứng ngoài sau nó xịt alcohol đó, xong rồi nó đốt anh cảnh sát. Cái đó thì ở Mexico. Cái video ở Mexico. Còn ở đây nè, mình có thấy một cái cũng một cuộc biểu tình mà ở San Jose á quý vị, thì cũng có một chiếc xe, cũng có cùng một chiếc xe họ đang chạy tới đó, thì những cái người biểu tình đó tới đập cái xe họ, thì họ mới giọt xe lên, họ tông đại, họ bang, họ chạy luôn, họ chạy một đoạn á, cái họ lại ngừng lại, thì tụi nó lại nhào lên nó đập cái xe của người ta tiếp tục. Ngày hôm qua, ngày thứ hai, ngày 8 tây tháng 6 đó, thì là cái ngày đầu tiên của ông cảnh sát Chauvin, là cái người cảnh sát mà đã quỳ cái đầu gối chấn vào cái cổ anh chàng da màu George Floyd để gây ra cái chết của anh chàng đó. Là hôm qua là ngày đầu tiên của ông ấy ra tòa, và cũng là cái ngày mà xác của George Floyd đưa về Houston. Houston là nơi đầu tiên mà
quê, nói chung là quê quán của anh chàng đó đó, thì họ đưa vào và họ cho mọi người đến để mà viếng cái quan tài của anh chàng đó trong cái ngày thứ hai, và hôm nay ngày thứ ba thì sẽ đưa đi chôn. Hồng Loan có được biết là một số trường đại học ở bên Houston đó là họ ngưng học để mà cho học sinh, sinh viên đến để mà viếng cái quan tài của anh chàng đó. Viếng, mình viếng, nếu thật sự đến viếng thì mình viếng với tư cách tại vì mình cũng thương tiếc cho một người mà đã bị cảnh sát đối xử như vậy. Đó là cái điều mà mình thương tiếc cho anh này. Nhưng mà đối với mình, mình không có thể mà tôn sùng ảnh như là một vị anh hùng giống như nhiều người đã làm được. Mình không đồng tình với cái điều đó. Mình thấy quá vô lý luôn. Và có những người là phải quỳ dưới cái quan tài của người đó thì mình cũng không đồng tình, và mình cảm thấy rất là khó chịu khi mình nhìn thấy cái hình ảnh đó. Anh ấy không thể so sánh được như là những người anh hùng mà mình cần phải quỳ, mà mình viếng mình phải quỳ như vậy. Đối với người Việt Nam nghe mình á, thì nhiều khi đến quan tài á, quỳ xuống lại thì cái chuyện đó bình thường. Người thân mình hoặc mình đến viếng ai mình cũng quỳ lại. Nhưng đối với người Mỹ á, người ta không có mà kiểu mà quỳ như vậy. Người ta quỳ là người ta quỳ trước những cái đấng linh thiêng, người ta quỳ, người ta cầu nguyện, và người ta quỳ giống như là một cái sự người ta thường dùng cái từ mà phúc mặc niệm, ví dụ như vậy. Chứ ít có mà quỳ mà ở trước cái quan tài lắm. Người ta quỳ mà để mà tỏ cái lòng thành kính như vậy là đối với những cái người, những người anh hùng, những người mà đã cống hiến cho đất nước, cho xã hội nhiều, người ta mới làm cái điều đó. Hồng Loan nghĩ là như vậy. Và thật sự thì người Mỹ thì cái thói quen của họ cũng là như vậy. Thôi bây giờ thì xin chia sẻ với quý vị một cái hình ảnh vui của cuộc biểu tình ha. Mặc dù là biểu tình nhưng mà trong một cái sự rất là ôn hòa mà mình xem, Hồng Loan xem mà Hồng Loan thấy thích dễ sợ luôn. Trong một cái cuộc biểu tình mọi người đứng văn bản thì cái anh chàng đen này ảnh đứng ảnh nhảy xong ảnh lại ảnh thách thức cảnh sát, coi cảnh sát có dám nhảy với ảnh không. Nè quý vị xem nha, Hồng Loan coi mà hết hồn luôn. Thì cái ông cảnh sát mà da đen á, thường là người da đen họ nhảy hay lắm, phải không? Mà cái ông cảnh sát da đen ổng không nhảy, mà ổng đưa qua một cái anh này. Rồi cái anh này anh ra anh nhảy cho quý vị xem nha. Đó, giặt một cái là thách thức lại ha. Mình coi mình thấy vui, đã biểu tình ôn hòa nhưng mà mình tìm được cái niềm vui trong cái biểu tình đó nữa. Và cái cuộc biểu tình đó nhiều khi nó lại đem lại kết quả tốt hơn. Wow, nhảy mà siêu đẳng luôn á. Cảnh sát mà nhảy siêu gì trời. Vui ha. Thấy chưa, ồ trời ơi, ảnh xoay cái vai, ảnh xoay cái chân lên luôn á, trồng chuối lên luôn. Cái này là professional luôn à, hay không? Yeah. Đó rồi bây giờ ảnh lại ảnh mời một cái người khác đó, thách thức với lại một cái người dân khác nữa. Rồi thì tới phiên cái anh chàng này ra nhảy đó. Tại sao á, biểu tình thì ôn hòa như vậy để mà mình đưa lên cái chính kiến của chúng ta là vì công lý, vì sự bình đẳng của xã hội thôi. Chứ mà quậy phá để làm gì, đúng không quý vị? Hôm nay thì Loan với Lộc chia sẻ với quý vị một chút xíu ha. Tình hình biểu tình của người Việt Nam mình ở Phước Lộc Thọ. Và bây giờ thì xin tạm biệt quý vị nha. Hồng Loan xin chúc tất cả mọi người chúng ta nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc với gia đình. Lộc nói gì không? Xin cảm ơn quý vị đã đón theo dõi cái video này, và cái chúc quý vị một ngày thật là yên bình hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay Loan dành nói hết trơn, Lộc cũng nói vậy đó. Chào tạm biệt quý vị. Bye bye. Bye. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện. Tôi kiếm cái con già bắt luôn.
là trong bộ phim này. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi đâu chú. Cái bên chỗ cũ.